Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, sau khi dập tắt đám cháy của căn nhà cấp 4 rộng trên 50m ở số 46/5 thuộc khu phố 2 trên quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, những nhân viên cứu hỏa đã phải nổi hết da gà và có lẽ đây sẽ là những ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời cứu hộ của họ khi cảnh tượng trước mắt là 9 thi hài co quắp biến dạng đang nằm chồng chất lên nhau. Khi khám nghiệm thi hài, tất cả 9 mạng người này đều có dấu hiệu tuyệt thực nhiều ngày trước đó. Liệu rằng đây có phải là một vụ án hay là một vụ quyên sinh hay không? Chi tiết của vụ việc sẽ có trong video dưới đây. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khoảng 20:15, căn nhà cấp 4 rộng trên 50m² ở số 46/5, tổ 33, khu phố 2, nằm trên quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, bỗng tỏa khói dữ dội. Người dân bất lực nhìn ngọn lửa theo rụi căn nhà. Ngôi nhà chỉ rộng chừng 50m², được cất trên mảnh đất 3.000m². Xung quanh đều có hàng rào cao vút và cổng sắt kiên cố, cửa cổng và thậm chí cửa phòng bên trong nhà đều bị khóa trong. Khi lực lượng cứu hỏa đến cũng phải sửng sốt một lúc vì độ kiên cố của ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ phải dùng kìm cộng lực phá từng lớp cổng, tiếp cận chữa cháy, phun nước vào căn phòng phát ra khói để dập lửa. Sau những phút giây cố gắng cứu hộ, khoảnh khắc khi tìm thấy nơi nghi ngờ có người ở khiến tất cả không khỏi ám ảnh. Khi làn khói vừa tan, trong căn phòng nhỏ rộng chừng 25m², các nhân viên cứu hỏa chưa kịp phun nước thì hoảng hốt phát hiện trong màn khói mịt mù có nhiều thi hài. 8 cái thi hài cóng đen nằm chất chồng lên nhau trên tấm nệm đã bị cháy rụi. Ngoài ra, một thi hài khác nằm ở vị trí cửa ra vào của căn phòng. Những thi hài bị cháy đến mức không nhận rõ hình hài. Người dân quanh đó đến mấy chục ngày sau vẫn ngửi thấy mùi thi hài khét lẹt. Hàng trăm người dân đứng tràn trên đường chứng kiến. Một số hàng xóm nghi hoặc tại sao các nạn nhân lại bị thiêu đen trong căn nhà mà trước đó họ không hề thấy lửa. Hiện trường lập tức được phong tỏa, lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm, lấy dấu vết và truy tìm nguyên nhân. Trong số các thi hài có chủ nhà Nguyễn Văn Cao, 83 tuổi, cùng vợ và Nguyễn Thị Kịt, 78 tuổi. Các thi hài còn lại cũng được xác định là 5 người con và 2 cháu. Hai người con ông Cao còn sống là con trai trưởng tên Thắng và người con gái út kế Ngọc Anh. Xung quanh căn nhà này rất u tối, cây cối rậm rạp, cỏ mọc biết cả lối đi vào. Có lẽ vì vậy không mấy người nghe rõ tiếng nổ phát ra từ nhà ông Cao. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận thấy căn nhà từ trên mái đến tứ phía đều không có chỗ nào thoát ra được. Vì vậy, khả năng có thủ phạm vào nhà đoạt mạng người bị loại trừ. Trong căn phòng 9 người mất mạng, lực lượng chức năng cũng xác định các nạn nhân, nhất là những nạn nhân nam, không có dấu hiệu của sự kháng cự. Bên cạnh đó, trong phòng toàn mùi xăng bốc lên, các nạn nhân đều được xác định là có dấu hiệu nhịn ăn vài ngày trước đó. Đặc biệt, hai người con của ông Cao là Nguyễn Ngọc Tê và Nguyễn Thị Nhờ có vết buộc dây ở tay và Nguyễn Ngọc Tê còn có vết buộc dây ở chân phải. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến sự thiệt mạng này vẫn đang trong vòng bí ẩn. Theo một cán bộ điều tra, có rất nhiều giả thuyết được đặt ra trong thảm kịch này, không loại trừ khả năng họ bị đoạt mạng trước rồi mới bị thiêu. Một ngày sau vụ án mạng, hiện trường vẫn đặc mùi khét lẹt, từng mảng tường lớn bị bong chóc. Theo ông Tốt, vợ chồng ông Cao có 7 người con, gồm 5 nữ và 2 nam. Ông bà đã già yếu, sống với 2 người con gái chưa có gia đình cùng 2 cháu ngoại. Họ sống rất êm đềm, không nghe thấy cãi vã gì. Những người sống xung quanh đều có mối quan hệ họ hàng thân thuộc với gia đình người mất mạng. Nhưng tất cả đều cho biết, những người trong căn nhà này đều sống biệt lập, khép kín, không giao du với ai bên ngoài. Ban đầu người ta đoán già đoán non rằng có kẻ đặt mạng cả ông Cao để cướp của, vì có vẻ như ông cũng lắm tiền. Xong, nghe nói các cửa khóa bên trong nên nghiêng ngả giả thuyết nhà ông ấy quyên sinh tập thể. Nhưng thật khó hiểu vì sao lại mất mạng cả nhà như vậy. Đa số mọi người nghiêng về giả thuyết có thể số người trên đã bị ám hại sau đó bị đưa vào phòng để thiêu. Cũng có người cho rằng tất cả mất mạng vì ai đó nhốt họ vào phòng rồi phóng hỏa. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra lời nhận định nào về vụ thảm kịch, vụ án vẫn trong vòng bí ẩn. Cho đến nay, câu chuyện xảy ra đã gần 15 năm khi 9 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Cao đã thiệt mạng một cách hết sức kỳ quái, khủng khiếp. Chính các thành viên còn lại trong gia đình ông Cao tâm sự, cho đến giờ họ vẫn không hiểu nổi vì sao 9 người trong gia đình mình lại tự kết liễu một cách bất thường như thế.
Mặc dù đã gần 15 năm trôi qua, người dân quanh khu vực cầu trượt Quang Trung, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể nguôi ngoai trước thảm án bí ẩn chí mạng người. Tuy nhiên, điều khiến dư luận xôn xao là các thi hài đều tập trung một phòng. Cho đến bây giờ, bên phía cơ quan chức năng vẫn không thấy nói gì đến vụ việc. Thế nhưng, nhiều người đã không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng bởi lời tiên tri ám ảnh của vợ chồng ông Cao hay nói đùa lúc còn sống. Nhà này, nếu có một người mất mạng thì cả nhà sẽ đi theo. Câu nói đó đến bao giờ mới nhận được lời giải thích thì không ai có thể biết được. Giờ đây, ngôi nhà đã được sửa sang lại, trông rất khang trang, sạch sẽ nhưng vẫn toát lên sự lạnh lẽo. Thế nhưng nếu người ngoại lai đến đây sinh sống, có lẽ đều không biết rằng nơi đây đã từng xảy ra một vụ thảm kịch kinh hoàng như thế nào. Dù có người về sinh sống nhưng những lời đồn đại về các hiện tượng lạ tại ngôi nhà vẫn tiếp tục xuất hiện. Những câu chuyện hư hư thực thực, nhuốm đẫm màu sắc liêu trai khiến nơi đây thêm phần ma quái. Ngôi nhà ẩn khuất sau bóng đêm vẫn nằm im lìm, ẩn chứa đằng sau đó những bí ẩn gì? Trước khi xảy ra vụ cháy thương tâm, gia đình ông Cao đã được hàng xóm ghi nhận là dị biệt. Cả chục năm trước đó, ông cho xây tường bao cao đến hơn 2 mét xung quanh khu đất của gia đình nên không ai có thể dòm ngó từ bên ngoài. Ông không quan hệ giao du với bất cứ người nào xung quanh vài ngày trước và ngay trong đêm xảy ra vụ việc. Người dân xung quanh không nghe ngóng thấy điều gì bất thường từ nhà ông Cao. Thế rồi, vụ cháy xảy ra, 9 thành viên trong gia đình ông Cao đều thiệt mạng một cách thảm khốc. Hàng xóm thời đó kể nhiều câu chuyện kỳ lạ về gia đình ông Cao. Có thông tin cho rằng các thành viên trong gia đình ông Cao theo một giáo phái kỳ bí. Đứng trước nhiều lời đồn đại về ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 9 người trong gia đình ông Cao mất mạng do cháy, ông Mai, 45 tuổi, tài xế xe ôm cho biết. Vụ án chấn động tại gia đình ông Cao đã trôi qua nhiều năm nay, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào quên được cái hình ảnh 9 người thân trong gia đình ông ấy mất mạng thê thảm. Nỗi ám ảnh ấy khắc sâu vào trí nhớ và ngay cả trong giấc ngủ của tôi. Hàng đêm, chạy xe ngang qua ngôi nhà này, tôi nhìn thấy những oan hồn ấy ngồi lặng lẽ trước cửa nhà. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy lạnh người, sợ hãi rồi lên ga chạy thật nhanh. Điều đáng nói là không chỉ riêng mình tôi, mà rất nhiều người đi ngang qua đây vào ban đêm đều bắt gặp hình ảnh kỳ lạ ấy. Làng xóm của gia đình ông Cao, ông Xuân cho biết đêm nào cũng nghe tiếng khóc nỉ non phát ra từ căn nhà tang tóc của người quá cố. Người ta nói những người mất mạng oan ức và ra đi một cách bất đắc kỳ tử như sự việc của gia đình ông Cao thì oan hồn khó mà siêu thoát được. Tuy nhiên, điều đó khiến cho bọn trẻ và không ít người dân ở đây sợ hãi nên không ai dám bước vào ngôi nhà ấy từ sau khi sự việc xảy ra đến nay. Vì lẽ đó, nhiều người gọi ngôi nhà này xảy ra thảm án ấy là ngôi nhà phổ pháp hay còn gọi là ngôi nhà có ma. Bà Quý, một người dân sinh sống lâu năm ở địa phương kể, sau khi xảy ra vụ án, có nhiều lời đồn đại căn nhà có ma quỷ, những âm thanh kỳ lạ, tiếng khóc phát ra, khiến hàng xóm ai cũng sợ. Người thân ông Cao chỉ đến hương khói ban ngày, chứ không dám ngủ lại ban đêm. Thời gian sau đó, một người cháu bán xe nước mía dọn về ngôi nhà sinh sống. Tiếp theo là đại gia đình dì Tư, người con gái còn sống sót của vụ án bí ẩn năm xưa. Vụ án xảy ra đã 9 năm nay, nhưng dư luận vẫn còn nhiều thắc mắc, hoài nghi. Khi công an thành phố Hồ Chí Minh chưa công bố về nguyên nhân sự thiệt mạng của 9 thành viên gia đình ông Cao. Và vì thế, các luồng tin thêu dệt về vụ án đến nay vẫn còn tiếp diễn. Phía cơ quan chức năng cho rằng khả năng đây là vụ tự kết liễu tập thể. Ngoài ra, các chi tiết như nhịn ăn nhiều ngày, buộc tay, buộc chân làm dấy lên nghi vấn thành viên trong gia đình ông Cao là tín đồ của giáo phái kỳ bí nào đó. Hành động tự quyên sinh tập thể của họ nhiều khả năng là thực hiện một nghi lễ hiến mình cho lý tưởng của giáo phái. Thậm chí, bằng cách thiêu nhục thân, họ hy vọng rằng sớm được lên thiên đường để hưởng an lạc mãi mãi. Những lời nói như vậy chưa bao giờ được chứng thực, cũng giống như nguyên nhân về 9 sự thiệt mạng cũng chưa bao giờ được công bố. Tuy nhiên, một số hiện tượng xảy ra sau đó lại khiến cho người dân hoảng sợ, cho rằng ngôi nhà của những người đã khuất kia bị ma ám. Thú thật, nhiều đêm chạy qua ngôi nhà đó, tôi đều cảm thấy lạnh gáy. Những người trong gia đình đó đều mất mạng bất đắc kỳ tử, nên hồn ma của họ không siêu thoát được mà cứ bám giết lấy ngôi nhà cho đến tận bây giờ. Có hôm về khuya, tôi đã nghe thấy tiếng khóc di dỉ không thành tiếng phát ra từ căn nhà ông C từ sống, rồi bóng người lướt qua cửa chính của ngôi nhà, một người dân chia sẻ. Một vài người sinh sống gần ngôi nhà của gia đình ông Cao kể rằng, từ đó đến nay, đêm nào họ cũng nghe được tiếng khóc nỉ non phát ra từ hiện trường vụ việc tang tóc.
một người hàng xóm cho hay có đêm nhậu về khuya khi chạy xe ngang qua ngôi nhà này, ông đã nhìn thấy oan hồn của 9 người từ kết liễu trong gia đình ông Cao ngồi lặng lẽ trước cửa nhà. Mỗi người một kiểu, người thì cười, người thì khóc, người lại rú lên như sói tru dưới ánh trăng. Mỗi lần như thế khiến ông cảm thấy lạnh người, sợ hãi rồi lên ga chạy thật nhanh. Không chỉ riêng mình ông Vân mà rất nhiều đi ngang qua đây vào ban đêm đều bắt gặp hình ảnh kỳ lạ ấy. Những người chứng kiến đều sợ đến mức buổi tối không dám cho trẻ con ra ngoài chơi, hoặc nếu có việc gấp phải ra ngoài ban đêm thì đều cố đi qua ngôi nhà ấy thật nhanh. Là người từng làm việc ở gần bãi đậu xe cạnh ngôi nhà, người phụ nữ trung niên bán rau, ngụ khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, thường xuyên phải đi sớm về muộn nên đã nhiều lần bà phải ba chân bốn cẳng khi nghe tiếng động lạ văng vẳng giữa đêm phát ra từ ngôi nhà. Những người bán hàng xung quanh khu phố 2, mỗi lần phải dọn hàng đêm khuya thì nhìn về phía ngôi nhà đều thấy u tịch. Dù chưa một lần chứng kiến hay bắt gặp hiện tượng lạ, nhưng có lẽ trong thâm tâm, mỗi người đều nghĩ rằng 9 mạng người mất mạng oan nên linh hồn khó mà siêu thoát được, chỉ luẩn quẩn trong căn nhà đó thôi. Hay một số người dân đi ban đêm hay sáng sớm đi tập thể dục qua ngôi nhà này vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe tiếng người rầm rì vọng ra, rồi lại còn có thông tin cho biết tại ngôi nhà này cứ vào nửa đêm lại có tiếng kêu rên như bị hành hạ đau đớn rồi lại khóc lóc thảm thiết. Theo năm tháng, đến nay căn nhà đã được sửa sang lại, người thân của gia đình ông hiện cũng đang sinh sống tại đây để lo hương khói cho những người đã mất, ẩn dưới tàn cây mất rượi. Cơ ngơi này đã thay thế cho căn nhà cấp 4 là hiện trường vụ án năm nào. Người phụ nữ này chia sẻ, cha mẹ bà, tức vợ chồng ông Cao, có tất cả 7 người con trong vụ án hơn 10 năm trước. Cha mẹ cùng 5 anh em và 2 người cháu của bà đã mất, chỉ có người anh cả và bà khi đó sống ở nơi khác nên thoát nạn. Những người con cháu của ông Cao cũng xác nhận là từ ngày sự việc xảy ra, xuất hiện không ít lời bàn tán của người dân cho rằng đêm nào cũng thấy hồn ma lượn lờ trước cửa nhà. Hơn nữa, anh em họ hàng của ông Cao cũng sợ hãi và không ai dám ngủ qua đêm ở đây. Ngay cả người con cả của ông cụ cũng chỉ lên hương khói rồi về chứ không bao giờ ngủ lại. Nguyên nhân sâu xa là do mọi người sợ hãi sẽ gặp lại những người đã mất trong giấc mơ. Vì ai cũng sợ hãi nên cách đây ít lâu, vợ chồng một người cháu phải dọn về đó để thờ phụng, nhang khói cho ông bà, các cậu, các dì. Người phụ nữ kể đã có nhiều đồn đại về căn nhà nhưng thực tế đó chỉ là những lời thêu dệt, gia đình bà vẫn sống yên ổn từ trước đến nay. Tuy nhiên, nhiều người cũng hoài nghi liệu rằng vì là người nhà nên họ không thể thấy những thứ người ngoài có thể thấy, bởi người gọi ông Cao là ông ngoại cũng cho câu trả lời tương tự khi được hỏi. Câu trả lời lại có phần thuyết phục hơn rất nhiều. Trước không ít lời bàn tán về ngôi nhà 9 người mất mạng cháy trong gia đình ông Cao, chị Linh, cháu của ông Cao kể, có không ít lời bàn tán của người dân cho rằng đêm nào cũng thấy hồn ma lượn lờ trước cửa nhà. Hơn nữa, anh em họ hàng cũng sợ hãi và không ai dám ngủ lại đây qua đêm. Ngay cả người con trai cả của ông Cao cũng chỉ lên hương khói rồi về chứ không bao giờ ngủ lại. Nguyên nhân sâu xa của điều đó là do mọi người sợ hãi nếu gặp lại những người đã mất trong giấc mơ. Vì không ai chịu đến đây ở nên vợ chồng chị phải dọn về đây ở ngay sau khi vụ cháy xảy ra để thờ phụng nhang khói. Điều đáng nói là từ lúc ở đây đến giờ, gia đình chị vẫn sinh sống bình thường và không hề bắt gặp những tiếng khóc, hình ảnh hồn ma giống như mọi người bàn tán. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng những lời đồn bại ma mị xung quanh ngôi nhà của gia đình ông Cao được thêu dệt bởi giới cò bất động sản nhằm làm mất giá trị mảnh đất của gia đình ông. Chị Linh cũng cho rằng những lời đồn như vậy xuất hiện ngày càng nhiều có thể do liên quan đến giá trị của mảnh đất này. Không chỉ vậy, lợi dụng những lời bàn tán ấy, không ít cò đất tìm đến nhà và khuyên chúng tôi nên bán khu đất này vì khó mà làm ăn yên ổn được. Tuy nhiên, chúng tôi một mực không chịu bán vì đây là đất của ông bà để lại nên sửa sang để ứng khói cho mọi người. Điều này dường như được chứng thực khi chủ quán cơm ngay trước ngôi nhà cũng từng chứng kiến. Từ ngày xảy ra thảm án, ma đâu không thấy, chỉ thấy có nhiều cò đất lợi dụng lời đồn ma mị tìm đến cô cháu ngoại của ông Cao, khuyên gia đình nên bán mảnh đất nhiều ám khí đi để còn làm ăn xuôi chèo mắt mái. Tôi cũng nghe nhiều người đồn đoán trong căn nhà này có ma, nhưng từ ngày mở quán tới nay, tôi chẳng thấy ma quỷ ở đâu cả. Mỗi lần dọn hàng, tôi đều gửi đồ ở trong nhà này. Có hôm tận 12 giờ đêm một mình tôi bán hàng mà chẳng thấy có gì khác thường. Nghe nhiều người đồn, tôi cũng muốn một lần tận mắt trông thấy mà trông hoài chẳng thấy. Thưa quý vị, vụ thảm án đã lùi xa và hiện giờ những người thân của ông Xê vẫn đang cố gắng quên đi nỗi đau tang thương trong gia đình, để quá khứ lùi vào dĩ vãng và xây dựng cuộc sống mới. Có lẽ câu chuyện về căn nhà ở Sài Gòn có 9 người mất mạng bí ẩn, nghi là tự quyên sinh tập thể sẽ mãi chẳng bao giờ lãng quên trong ký ức của nhiều người dân. Thế nhưng ở một góc độ khác,
Nếu người trong cuộc muốn quên đi câu chuyện khủng khiếp ngày xưa để tiếp tục sống, thì có lẽ tất cả hãy thuận theo tự nhiên. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trong suốt thời gian qua. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.